quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay với các tin tức quốc tế đáng chú ý sau. Nhịp độ của cuộc xung đột tại Đông Âu trong vài ngày qua đã tăng lên đáng kể khi Ukraine tập trung đánh mạnh vào các mục tiêu quân sự, khiến quân đội Nga tổn thất nặng nề. Ngay sau khi Moscow điều chỉnh số binh sĩ thiệt mạng trong vụ pháo kích tại Makiivka, tỉnh Donetsk lên 89, Ukraine tuyên bố đã thực hiện thành công một cuộc tấn công khác, gây thiệt hại thậm chí lớn hơn cho đối phương. Cùng lúc đó, một quan chức của Bộ Quốc phòng Ukraine dự đoán Nga sẽ mất 70.000 binh sĩ trước tháng 6 năm nay. Trở lại chiến tuyến miền đông Ukraine, nơi chứng kiến các cuộc giao tranh giành từng tấc đất giữa Nga và Ukraine. Mới đây, chủ công ty an ninh tư nhân Wagner của Nga thừa nhận lực lượng của họ đang gặp khó ở một trong những điểm nóng hiện nay là thành phố Bakhmut. Trước những thiệt hại lớn liên tiếp gần đây trên chiến trường, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh khẩn cho Bộ Quốc phòng, yêu cầu bộ này báo cáo về hoạt động tiếp tế cho lực lượng đang làm nhiệm vụ ở Ukraine. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, Nhà Trắng cho biết Mỹ và đồng minh Hàn Quốc sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Nga gọi hành động quân sự hóa của Nhật Bản, một đồng minh của Mỹ tại Đông Bắc Á, là mối đe dọa an ninh. UAE, Trung Quốc yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn về khu nhà thờ Hồi giáo ở Jerusalem. Burkina Faso trục xuất đại sứ Pháp. Angola kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp Nga. Trong phần cuối chương trình, nhà tiên tri Grant Warlock dự báo quan hệ Mexico-Mỹ trong năm 2023. Tỷ phú Mỹ đốt pháo hoa khiến ngọn đồi ở New Zealand rực cháy. Phi hành gia cuối cùng của sứ mệnh Apollo 7 qua đời. Tiễn đưa vua bóng đá Pele về nơi an nghỉ cuối cùng. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 4 tháng 1. Như thường lệ, chương trình mở đầu với những tin tức đáng chú ý về tình hình tại Đông Âu. Thưa quý vị, nhịp độ của cuộc xung đột ở Ukraine trong những ngày qua đã tăng lên khi lực lượng của chính quyền Kiev thực hiện hàng loạt đợt tập kích các mục tiêu quân sự của Nga. Đáng chú ý là vụ nhắm vào một trường dạy nghề ở Makiivka, tỉnh Donetsk, khiến 89 quân nhân Nga thiệt mạng. Mới đây, Ukraine tiếp tục tuyên bố thực hiện thành công một cuộc tấn công khác, cũng gây thiệt hại lớn cho quân đội Nga. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine thông báo hôm 3 tháng 1, đối phương tiếp tục chịu tổn thất. Hôm 31 tháng 12, lực lượng phòng không Ukraine đã tập kích một cứ điểm quân sự của đối phương gần Chulakovka, tỉnh Kherson. Khoảng 500 quân địch thiệt mạng hoặc bị thương. Phát biểu trên sóng truyền hình, bà Natalia Humeniuk, người phát ngôn lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực miền Nam, ca ngợi đây là một thành tựu, đồng thời cảnh báo sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công tương tự vì họ đã xác định được vị trí của đối phương. Hiện Nga chưa bình luận về thông tin nêu trên. Tuyên bố được Ukraine đưa ra sau khi quân đội Nga điều chỉnh số binh lính thiệt mạng trong vụ pháo kích tại điểm đóng quân ở Makiivka từ 63 lên 89. Trong khi quân đội Ukraine khẳng định 400 quân nhân Nga đã thiệt mạng và 300 người khác bị thương. Theo Bộ Quốc phòng, việc các quân nhân sử dụng điện thoại bất chấp lệnh cấm đã cho phép đối phương xác định được tọa độ để tấn công. Đáp trả vụ pháo kích ở Makiivka, lực lượng Nga hôm 3 tháng 1 đã tập kích ga đường sắt Drukivka ở tỉnh Donetsk, qua đó phá hủy hai tổ hợp pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất, 5 tổ hợp pháo phản lực AM-70 Vampire do Cộng hòa Séc sản xuất, hơn 800 đạn rocket và 6 xe cơ giới. Hơn 120 binh sĩ Ukraine bị tiêu diệt tại khu vực này, trong khi 130 binh sĩ khác của Ukraine bị hạ tại Kramatorsk và Maskiyakovka. Kiev hiện chưa phản hồi về thông tin do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra. Cũng trong ngày 3 tháng 1, ông Andriy Chernyak, một quan chức của Bộ Quốc phòng Ukraine dự báo Nga có thể sẽ mất lên đến 70.000 binh sĩ trong vòng 4 hoặc 5 tháng tới. Người này khẳng định giới lãnh đạo của Nga đã lường trước được tổn thất này. Newsweek dẫn lời ông Chernyak, theo thông tin tình báo của chúng tôi, Nga sẽ tiếp tục cuộc chiến trong năm 2023. Tuy nhiên, họ sẽ không thể đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Họ biết họ thất thế, nhưng họ không muốn kết thúc xung đột. Vị quan chức này cho biết thêm, chúng tôi cho rằng lực lượng Nga sẽ thực hiện các cuộc tấn công từ nhiều hướng cùng một lúc, với mục tiêu xây dựng hành lang nối từ bán đảo Crimea đến Donetsk. Trong khi đó, Newsweek dẫn nhận định của phó giáo sư Oksana Seven tại Đại học Tufts của Mỹ cũng cho rằng Nga sẽ kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng sẽ gặp bất lợi về yếu tố thời gian.
nếu xét trên phương diện về kinh tế và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế dành cho Ukraine. Hiện Moscow chưa bình luận về thông tin trên. Thưa quý vị, tình hình vẫn diễn biến ác liệt trên tiền tuyến miền đông Ukraine. Đáng chú ý là tại Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, nơi đã là thành phố ma sau nhiều tháng giao tranh. Trong bài phát biểu mới đây, chủ công ty an ninh tư nhân Wagner của Nga Yevgeny Prigozhin cho biết tình hình đang rất khó khăn đối với lính của ông tại chiến địa này khi họ mất nhiều tuần chỉ để giành được một ngôi nhà. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA Novosti của Nga hôm 3 tháng 1, ông trùm lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin nói rằng tại Bakhmut, mỗi ngôi nhà là một pháo đài. Những người lính của chúng tôi phải mất một ngày hoặc thậm chí nhiều tuần cho cuộc chiến ở từng ngôi nhà. Nhưng khi thành công giành được một pháo đài, phía sau đó là một pháo đài khác đang chờ sẵn. Ông Prigozhin cũng nêu khó khăn mà lực lượng của ông đang đối mặt. Ông cho biết một người lính đã phàn nàn với ông khi không có đủ thiết bị, xe bọc thép và đạn pháo. Bakhmut là thành phố chiến lược ở tỉnh Donetsk. Cả Nga và Ukraine đang cố giành quyền kiểm soát nơi này suốt nhiều tháng qua. Những tuần gần đây, Moscow cho biết lực lượng của họ đạt được một số bước tiến nhỏ xung quanh Bakhmut. Lực lượng của công ty Wagner được xem đóng vai trò quan trọng giúp Nga đạt được mục tiêu tại chiến địa này. Theo Newsweek, một chiến thắng tại Bakhmut mang ý nghĩa quan trọng đối với Tổng thống Putin và lực lượng Nga. Trong khi giới chuyên gia nhận định việc giành được thành phố này không mang lại lợi ích chiến lược hay chiến thuật nào đối với Moscow. Trong khi đó, Điện Kremlin cùng ngày cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng ông Sergei Shoigu đệ trình các báo cáo về việc cung cấp vũ khí, đồng phục và những thiết bị khác cho quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo tuyên bố của Điện Kremlin, Bộ Quốc phòng sẽ đệ trình các báo cáo về hoạt động cung cấp những vật dụng và vũ khí cần thiết cho các lực lượng vũ trang Nga đang tham chiến ở Ukraine. Đồng thời, Bộ Quốc phòng cũng phải trình bày về những biện pháp để cải thiện khả năng cung cấp tiếp tế cho quân đội ở Ukraine. Cũng trong tuyên bố, Tổng thống Putin ra lệnh cho Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng soạn thảo các văn bản để yêu cầu các bệnh viện dân sự điều trị cho những người lính bị thương trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Sắc lệnh từ ông Putin nêu rõ, hai bộ này phải đề xuất các giải pháp sử dụng hệ thống y tế quốc gia để hỗ trợ cho các cá nhân tham gia chiến đấu ở Ukraine, đặc biệt là dịch vụ chăm sóc y tế nội trú và phục hồi chức năng. Thời hạn gửi báo cáo được ấn định là ngày 15 tháng 1. Cùng chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, hôm 3 tháng 1, Nhà Trắng đã lên tiếng cảnh báo Triều Tiên rằng Liên minh Mỹ-Hàn sẽ phối hợp thực hiện các kế hoạch đáp trả nếu quốc gia này sử dụng đến vũ khí hạt nhân. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giao nhiệm vụ cho quân đội của hai bên lên kế hoạch phản ứng và đối phó hiệu quả trước những kịch bản có thể xảy ra, bao gồm cả việc Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo Reuters, tuyên bố này của Nhà Trắng được cho là để đính chính lại những nhầm lẫn gây khó hiểu mà trước đó hai nhà lãnh đạo đã có những phát biểu hơi có phần trái ngược nhau. Cụ thể, hôm 2 tháng 1, ông Biden đã nói không khi được hỏi về khả năng diễn ra các cuộc tập trận hạt nhân chung với Hàn Quốc. Trong khi trước đó, ông Yoon Suk-yeol lại tuyên bố sẽ có những hoạt động như vậy. Nhà Trắng đã làm rõ rằng các cuộc tập trận hạt nhân chung không phải là một lựa chọn vì Hàn Quốc không sở hữu loại vũ khí chiến thuật này. Tuy nhiên, Washington vẫn cam kết với Seoul rằng Mỹ sẽ cung cấp khả năng răn đe bằng toàn bộ khả năng phòng thủ. Cũng trong ngày 3 tháng 1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga ông Andrei Rurenko tuyên bố Moscow sẵn sàng ngăn chặn các mối đe dọa khi Nhật Bản, một đồng minh của Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á, tăng cường quân sự gần các đảo của Nga ở vùng Viễn Đông. Tuyên bố của ông Rurenko được đưa ra sau khi đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết Tokyo đang lên kế hoạch triển khai tên lửa siêu thanh trên đảo Hokkaido, giáp với quần đảo Kuril của Nga. Đây cũng là khu vực mà phía Nhật Bản gọi là lãnh thổ phương Bắc. TASS dẫn lời ông Rurenko nói rằng, chúng tôi coi các hoạt động của Tokyo là thách thức nghiêm trọng đối với an ninh của đất nước và toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vị Thứ trưởng Nga nói thêm, nếu những hành động như vậy tiếp diễn, chúng tôi buộc phải thực hiện các biện pháp trả đũa thích hợp để ngăn chặn các mối đe dọa quân sự. Đồng thời, Moscow cũng lên án việc quân sự hóa cấp tốc của Nhật Bản và sự gia tăng ngân sách quốc phòng chưa từng có ở quốc gia châu Á này. Tháng trước, chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng với giá trị kỷ lục là 51 tỷ đô la cho năm tài chính 2023. Tokyo cũng sửa đổi chiến lược an ninh quốc gia để cho phép tạo ra khả năng phản công. Nhật Bản cùng với nhiều nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga sau khi xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2 năm ngoái.
Ngược lại, phía Moscow cũng liệt một số quan chức Nhật Bản vào danh sách trừng phạt, trong đó có cả Thủ tướng Kishida, vì đã tiến hành chiến dịch chống Nga. Tờ Telegraph của Anh cùng ngày đưa tin nước này sẽ chính thức liệt lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC vào danh sách khủng bố trong những tuần tới. Động thái được Bộ trưởng Nội vụ Shuela Braverman và Bộ trưởng An ninh Tom Kurenhas ủng hộ. Bài viết trên tờ Telegraph cho biết các quan chức Anh bắt đầu thảo luận các biện pháp chống lại IRGC sau khi người đứng đầu cơ quan tình báo Anh Ken McCallum hồi tháng 11 năm ngoái cho biết Tehran đã thực hiện ít nhất 10 nỗ lực bắt cóc hoặc thậm chí sát hại nhằm vào các cá nhân mang quốc tịch Anh. Ở phía ngược lại, Iran cáo buộc Vương quốc Anh kích động làn sóng chống chính phủ gây chết người và bất ổn xã hội ở nước này, ám chỉ đến cuộc biểu tình bùng phát sau cái chết của cô gái trẻ Mahsa Amini vào tháng 9 năm ngoái. Theo đó, Iran đưa một số cá nhân, tổ chức của Anh vào danh sách đen, trong đó người đứng đầu cơ quan tình báo Anh McCallum, vì có hành động hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố và các nhóm khủng bố. IRGC là một nhánh hoạt động độc lập của lực lượng vũ trang Iran với khoảng 190.000 đến 250.000 thành viên. Mỹ đã liệt nhóm này vào danh sách khủng bố năm 2019, đồng thời trừng phạt nhiều quan chức Iran. Đáp lại, Tehran cũng thực hiện biện pháp tương tự đối với một số cá nhân, tổ chức của Mỹ. Tại khu vực Tây Á, đại diện chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua đã tiếp đón các nhà lãnh đạo phe đối lập Syria. Động thái này được cho là để xoa dịu những lo ngại của nhóm đối lập sau khi Ankara có những đề xuất nối lại đàm phán với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Hôm 3 tháng 1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mevlut Cavusoglu đã đăng tải lên mạng xã hội Twitter những hình ảnh về cuộc gặp với người đứng đầu Hội đồng Quốc gia Syria đối lập, Mahmoud al-Maslat và các nhà lãnh đạo khác. Cuộc gặp trực tiếp này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi các chỉ huy Bộ Quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tổ chức các buổi đàm phán mang tính bước ngoặt tại thủ đô Moscow của Nga. Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết, chúng tôi vẫn duy trì sự ủng hộ dành cho nhóm đối lập và người dân Syria theo Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nghị quyết này là lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc về một lệnh ngừng bắn và giải pháp chính trị ở Syria vào năm 2015. Thổ Nhĩ Kỳ đã ở thế đối đầu với chính quyền Syria khi nước này bắt đầu ủng hộ nhóm quân nổi dậy lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad vào năm 2011. Nhưng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại là ông Recep Tayyip Erdogan đã mở ra ý tưởng gặp nhà lãnh đạo Syria. Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết ông cũng dự kiến gặp người đồng cấp Syria Faisal Mekdad tại Moscow vào nửa cuối tháng 1 năm nay. Một số nhà phân tích tin rằng ông Assad sẽ không đồng ý gặp ông Erdogan trước khi Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức cuộc tổng tuyển cử năm nay. Trong khi đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Trung Quốc mới đây đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp công khai về những diễn biến căng thẳng gần đây tại khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. Cuộc họp dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 5 tháng 1. Theo Reuters, cụ thể lý do mà những quốc gia này kêu gọi Liên Hợp Quốc nhóm họp là vì Bộ trưởng An ninh Itamar Ben-Gvir của Israel thuộc Liên minh Cực hữu mới lên nắm quyền đã đến thăm khu nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem vào thứ Ba ngày 3 tháng 1. Đây là địa điểm được người Do Thái tôn kính. Tuy nhiên, chuyến đi của ông Ben-Gvir đã khiến người Palestine tức giận và đưa ra hàng loạt lời chỉ trích. Nhà thờ Al-Aqsa là một thánh đường Hồi giáo ở phố cổ của Jerusalem và cũng là địa điểm thiêng liêng thứ ba đối với các tín đồ Hồi giáo. Nhà thờ vốn nằm trong khu vực vẫn còn tranh chấp giữa Israel và Palestine. Ngay khi lên nắm quyền, chính phủ Israel mới của Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ mở rộng các khu định cư cho người Do Thái tại những nơi mà Palestine cũng tuyên bố chủ quyền, trong đó có thành phố Jerusalem. Năm 2017, nhà thờ Al-Aqsa đã từng là điểm nóng xung đột giữa Palestine và Israel khi ba công dân người Israel gốc Palestine nổ súng vào hai cảnh sát ở khu vực này khiến họ thiệt mạng. Sau vụ việc, Israel đã tạm đóng cửa nhà thờ. Hành động này đã bị các nhà lãnh đạo Hồi giáo chỉ trích và cho rằng Israel đang chống lại người Hồi giáo. Các thông tin đáng chú ý ở khu vực châu Phi. Mới đây, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết đã nhận được một văn bản từ chính quyền Burkina Faso vào tháng 12 năm ngoái với yêu cầu Đại sứ Pháp Luc Hollander phải rời khỏi quốc gia này. Theo Paris, đây là một động thái được thực hiện không theo quy tắc ngoại giao. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Pháp nói rằng chúng tôi đã nhận được một lá thư từ các cơ quan chuyển tiếp của Burkina Faso. Tuy nhiên, đây không phải là thông lệ tiêu chuẩn nên chúng tôi không có điều gì để phản đối công khai. Hiện nơi ở và tình trạng của Đại sứ Luc Hollander
không thể được xác nhận ngay lập tức. Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Ouagadougou cũng chưa cung cấp thêm thông tin. Phía chính phủ Burkinabe đã từ chối bình luận về những thông tin mà phía Pháp đưa ra. Việc trục xuất đại sứ là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Pháp và quốc gia Tây Phi này đã trở nên xấu đi. Burkina Faso là một thuộc địa cũ của Pháp, đến nay Paris vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ và có cả lực lượng đặc biệt đóng quân ở nước này. Các cuộc biểu tình của những người phản đối sự hiện diện của quân đội Pháp đã gia tăng ở Burkina Faso trong năm nay, vì cho rằng Pháp đã không đủ khả năng giải quyết cuộc nổi dậy của người Hồi giáo tại nước láng giềng Mali và có nguy cơ lan sang Burkina Faso. Trong khi đó, Angola, một quốc gia châu Phi giàu tài nguyên, vừa lên tiếng kêu gọi các doanh nghiệp Nga đầu tư vào nền kinh tế nước này, đồng thời cam kết hỗ trợ ngoại giao cho các sáng kiến mới. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Ria Novosti, đại sứ Angola tại Moscow, ông Augusto da Silva Cunha tuyên bố sự hiện diện của các doanh nghiệp Nga tại quốc gia châu Phi vẫn còn rất ít. Tuy nhiên, kể cả khi xung đột Đông Âu bùng nổ, sự quan tâm của phương Tây đối với các nguồn tài nguyên của Angola đã tăng lên, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt. Vị đại sứ nói, chúng tôi muốn các doanh nhân Nga tận dụng sự cởi mở của Angola trong việc thúc đẩy đầu tư nước ngoài. Angola muốn người Nga tham gia vào các dự án khác nhau để phát triển nền kinh tế. Angola là thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và là nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai ở châu Phi. Quốc gia này cũng có trữ lượng khí tự nhiên lớn. Tiếp nối chương trình là những tin tức quốc tế nổi bật khác. Thưa quý vị, Grant Wallop, nhà tiên tri người Mexico mới đây đã tổ chức một buổi diễn thuyết công khai ở thủ đô Mexico City trước rất đông phóng viên và trình bày những dự báo của ông về năm 2023, từ kinh tế toàn cầu, quan hệ Mexico-Mỹ-Canada cho đến sức khỏe của Tổng thống đương nhiệm. Anthony Vaquer được biết đến với biệt danh như thị trường Brujo hay tiên tri Grant Wallop, cho biết Mexico sẽ trở thành nước kém thịnh vượng nhất sau cuộc gặp vào tuần tới giữa các nhà lãnh đạo khu vực Bắc Mỹ, gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Cuộc họp vào tuần tới sẽ đạt được một hiệp ước giữa ba bên. Tuy nhiên, Mexico là bên chịu tổn thất nhiều nhất. Đất nước sẽ không nhận được chính xác những gì mong muốn, mà chỉ đổi lại những khổ đau. Grant Wallop cũng đưa ra dự báo khi phóng viên hỏi về Tổng thống đương nhiệm Mexico, Andrés López Obrador. Mọi thứ trông có vẻ tốt. Từ lá bài hiệp sĩ cốc, chúng ta có thể thấy Tổng thống sẽ tiếp tục công việc của mình. Nhưng ở lá bài còn lại, nữ hoàng kiếm, ông ấy cần lưu ý nhiều đến sức khỏe, vì tôi cảm nhận cơ thể ông ấy đang có những mối nguy tiềm tàng. Vào cuối buổi nói chuyện, Wallop cùng các trợ lý đã thực hiện nghi thức thanh tẩy. Grant Wallop là tiên tri nổi tiếng ở Mexico. Những dự đoán của ông đã được phát sóng trên truyền hình từ năm 1960. Đài RT hôm 3 tháng 1 dẫn thông cáo báo chí của Bộ Văn hóa Kyrgyzstan cho biết nước này đã thực hiện lệnh cấm hát nhép tại các sự kiện văn hóa công cộng kể từ ngày 1 tháng 1. Lệnh cấm hát nhép được ký bởi Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin và Thể thao Kyrgyzstan Antenek Masutov vào ngày 30 tháng 12. Theo đó, các ca sĩ trình diễn tại các sự kiện văn hóa ở những nơi công cộng như nhà hát, rạp chiếu phim, viện bảo tàng hay địa điểm thể thao bắt buộc phải hát trực tiếp. Bộ Văn hóa Kyrgyzstan không nêu rõ hình phạt đối với những nghệ sĩ vi phạm quy định mới, nhưng ban tổ chức sự kiện sẽ phải chịu trách nhiệm. Bộ sẽ trực tiếp giám sát việc áp dụng lệnh cấm hát nhép. Trước đó, Bộ Văn hóa Kyrgyzstan áp dụng lệnh cấm được ký vào tháng 2 năm 2021, yêu cầu các nhà tổ chức sự kiện phải thông báo cho khán giả về buổi biểu diễn có hát nhép hay không trên vé và affix. Từ những con hổ Sumatra cho đến đàn chim cánh cụt và cầy Midcat, những nhân viên tại vườn thú thủ đô London Anh vừa khởi động công việc thường niên của họ, kiểm kê số lượng khổng lồ các loài động vật đang cư ngụ tại đây. Các nhân viên lập bảng và đánh số tất cả các cư dân, cả mới lẫn cũ, đang sống tại vườn thú London tính đến thời điểm hiện tại. Những con vật nhỏ với số lượng đông đảo như cầy Midcat cho đến loài có nguy cơ tuyệt chủng như hổ Sumatra. Việc kiểm kê hơn 400 loài động vật ước tính sẽ mất gần một tuần. Các thông tin sẽ được tập hợp và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của vườn thú, phục vụ cho việc nuôi dưỡng, nhân giống và nghiên cứu khoa học. Giám đốc điều hành động vật học tại vườn thú London, ông Dan Simon, mô tả công việc kiểm kê nhân khẩu này là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và đầy thử thách, khi đây đang là nơi cư ngụ của hơn 14.000 cá thể động vật.
Trong khi đó, các hình thái thời tiết cực đoan tiếp tục hoành hành ở nhiều nơi trên thế giới trong ngày qua. Đáng chú ý là tại Mỹ và Ả Rập Xê Út. Một trận lốc xoáy đã xé toạc quận Jackson thuộc bang Louisiana của Mỹ, san bằng nhiều cây cối, đồng thời làm hư hại một ngôi nhà và một phương tiện trong khu vực. May mắn không ghi nhận thương vong. Trước đó, cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ đã phát cảnh báo về lốc xoáy đối với hàng triệu cư dân từ Louisiana đến Tennessee khi vịnh San Francisco đón bão gây mưa lớn, kèm gió giật mạnh và sấm sét. Giới chức khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi sát sao các cảnh báo thời tiết. Dự báo vùng vịnh San Francisco sẽ tiếp tục đón một đợt bão khác mạnh hơn trong ngày 4 tháng 1. Trong khi đó, ở Ả Rập Xê Út, trận mưa như chút nước đã gây ra lũ quét ở khu vực gần thị trấn Yusakwa, cách thủ đô Riyadh 200 km về phía bắc. Hình ảnh do nhân chứng ghi lại cho thấy dòng lũ chảy cuồn cuộn bên dưới một cây cầu trong khu vực. Chưa có báo cáo thiệt hại liên quan đến thiên tai này. Gần đây, Ả Rập Xê Út thường xuyên hứng chịu các trận mưa lớn gây lũ lụt. Hồi tháng 11 năm ngoái, một lượng mưa lớn đã đổ xuống Jeddah, thành phố lớn thứ hai của nước này, khiến hai người thiệt mạng. Một số cố hy hữu ngoài ý muốn đã xảy ra đối với tỷ phú Mỹ Tony Makin khi nhà tài phiệt này đốt pháo hoa để mừng năm mới, làm cháy một ngọn đồi ở miền trung New Zealand vào đêm giao thừa. Thông tin được Sputnik News đăng tải. Ngay trong đêm 31 tháng 12, rạng sáng ngày 1 tháng 1, lính cứu hỏa New Zealand đã được điều động đến khu nghỉ dưỡng của tỷ phú Tony Makin trên ngọn đồi ở Dalefield, ngoại ô thành phố nghỉ dưỡng Queenstown, phía tây nam của đảo Nam để dập lửa. Lực lượng chức năng phải mất nhiều giờ mới kiểm soát được đám cháy. Qua thống kê, diện tích cỏ cây bị thiêu rụi là 0,5 hecta, trong khi không có thiệt mạng về người hay cơ sở vật chất. Tuy nhiên, vụ việc đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng sinh sống trong khu vực. Một cư dân tên Johnny Quinn đã chỉ trích hàng xóm rằng, thật nực cười khi một người không phải là người của thị trấn được phép đốt pháo hoa trong suốt 14 phút rồi làm cháy ngọn đồi. Cuộc sống của cả khu dân cư đã bị đảo lộn, ai cũng phải thay đổi kế hoạch nghỉ lễ của mình, ngay cả những lính cứu hỏa cũng bị làm phiền. Tỷ phú Makin đã lên tiếng xin lỗi sau sự cố ngoài ý muốn, đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với đội ngũ cứu hỏa và cảnh sát New Zealand. Ông Makin hiện là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn sở hữu tòa nhà Empire State ở New York. Reuters đưa tin, Walter Cunningham, một trong ba phi hành gia thực hiện sứ mệnh Apollo 7 cách đây gần nửa thế kỷ, vừa qua đời ở tuổi 90. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA xác nhận Walter Cunningham qua đời vào ngày 3 tháng 1 theo giờ địa phương, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Thông báo của NASA có đoạn, Walter Cunningham là một phi công chiến đấu, nhà vật lý và là một doanh nhân. Nhưng trên hết, ông ấy cũng là một nhà thám hiểm. Trên tàu Apollo 7, tàu vũ trụ chở người đầu tiên vào không gian, Walter và các đồng đội đã làm nên lịch sử, mở đường cho sứ mệnh mặt trăng Artemis của chúng ta ngày nay. Sinh năm 1932, Cunningham gia nhập Hải quân Mỹ năm 1951 và phục vụ tích cực trong lực lượng thủy quân lục chiến. Trước khi nghỉ hưu ở cấp bậc đại tác, ông đã hoàn thành 54 nhiệm vụ bay ban đêm ở Hàn Quốc. Cunningham đã đạt bằng cử nhân vật lý loại xuất sắc vào năm 1960. Và kế tiếp là bằng thạc sĩ vật lý tại Đại học California một năm sau đó. Ông trở thành phi hành gia của NASA vào năm 1963. 5 năm sau, ông cùng Đại úy Hải quân Mỹ Walter Sura và Thiếu tá không quân Don Eastley thực hiện sứ mệnh Apollo 7 kéo dài 10 ngày. Sau đó, họ đã giành giải Emmy cho những bản báo cáo truyền hình trực tiếp từ quỹ đạo trái đất. Sau buổi canh thức tại sân vận động Villa Belmiro tại thành phố Santos của Brazil, di hài của vua bóng đá Pelé đã được đưa qua những con đường trong khu vực để đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Ecumenical Memorial Necropolis. Ecumenical Memorial Necropolis là một nghĩa trang theo cấu trúc Pháp, cao 14 tầng, được xây dựng từ năm 1983. Tầng thứ 9 của công trình trước đây là nơi an táng thân phụ của Pelé, ông Dundinho. Có hơn 230.000 người, trong đó có cả tân Tổng thống Brazil, Luiz da Silva, đã tham gia đám rước linh cữu của huyền thoại bóng đá Pelé. Trước khi cỗ xe chở quan tài được đưa ra từ Bệnh viện Albert Einstein ở São Paulo và trở về quê hương của ông tại Santos, người già, trẻ em đã ôm nhau bật khóc khi đoàn xe đi qua các con phố. Đám đông hô vang tên Pelé, người anh hùng dân tộc Brazil, đã vươn mình từ cảnh cơ hàn để trở thành một trong những vận động viên thể thao vĩ đại nhất thế giới.
Pele, chủ nhân 3 chiếc vô địch World Cup trong thế kỷ trước, đã qua đời ở tuổi 82 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư. Đám tang của ông được tổ chức tại sân vận động Villa Belmiro của câu lạc bộ Santos những ngày qua, để người hâm mộ có thể đến tiễn biệt và bày tỏ lòng thành kính. Phần cuối chương trình là những chuyển động thể thao quốc tế. Alexandra Kosteniuk là kỳ thủ nữ xếp hạng thứ 9 thế giới, đang mang hai quốc tịch là Nga và Thụy Sĩ. Cô sẽ đại diện cho cờ vua Thụy Sĩ kể từ tháng 1 năm 2024. Thông tin được Liên đoàn cờ vua Thụy Sĩ đưa ra hôm thứ Ba. Kỳ thủ Alexandra Kosteniuk sẽ thi đấu cho các đội tuyển của Liên đoàn cờ vua Thụy Sĩ. Nữ vận động viên 38 tuổi quyết định ngừng thi đấu dưới màu cờ Nga sau khi chiến dịch quân sự ở Ukraine được tiến hành. Kosteniuk trở thành đại kiện tướng tiếp theo tuyên bố rời Nga. Hồi tháng 4, 44 kỳ thủ hàng đầu của Nga đã ký một lá thư phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và kêu gọi ngừng bắn, yêu cầu xây dựng đối thoại, duy trì hòa bình trong khu vực. Kể từ khi lên tiếng phản đối cuộc xung đột, Kosteniuk đã thi đấu với tư cách là thành viên của Liên đoàn cờ vua quốc tế FIDE. Lần cuối cùng mà cô đại diện cho cờ vua Nga là tháng 12 năm 2021. Kosteniuk là một trong những kỳ thủ cờ vua hàng đầu thế giới. Cô là nhà vô địch cờ vua nữ thế giới năm 2008-2010, vô địch giải cờ nhanh nữ thế giới 2021. Trong khi đó, trên sân Mission Park hôm thứ Ba vừa qua, siêu sao Cristiano Ronaldo đã có buổi ra mắt chính thức trước các cổ động viên với tư cách là cầu thủ của câu lạc bộ Anas. Sân nhà câu lạc bộ Anas đã được phủ kín bởi hai màu vàng xanh khi hàng chục nghìn cổ động viên phấn khởi chào đón siêu sao Cristiano Ronaldo. Khán giả hô vang tên Ronaldo khi anh đi vòng quanh sân đấu có sức chứa 25.000 chỗ ngồi, ký tên lên những quả bóng và gửi tặng cổ động viên trước khi chung vui cùng gia đình. CR7 cũng đã có buổi gặp mặt với ban huấn luyện và các đồng đội mới. Tiền đạo 37 tuổi người Bồ Đào Nha đã là cầu thủ tự do hồi tháng 12 sau khi chia tay Manchester United. Anh gia nhập Anas trong bản hợp đồng 2 năm rưỡi có trị giá hơn 200 triệu euro. Tại đội bóng mới, cựu cầu thủ Real Madrid và Man United sẽ nhận mức lương khủng cùng những đãi ngộ về tiền thưởng và hợp đồng quảng cáo. Sau khi kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ, Ronaldo sẽ tiếp tục với tư cách là đại sứ bóng đá Ả Rập Xê Út khi quốc gia này nỗ lực đăng cai kỳ World Cup 2030. Và những hình ảnh về buổi lễ ra mắt của Ronaldo tại câu lạc bộ Anas ở Ả Rập Xê Út vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.